Vâng, xin chào bác đến với kênh chia sẻ. Và hôm nay giới thiệu bác một dòng tua linh của Gian, mẫu model FCR 3003, mẫu đời mới nhất, có trang bị được cụm phanh dầu thủy lực và chạy dây êm sườn. Thì trước đây em có về một video mà một chiếc Gian nhưng mà nó ở size M, nhưng mà em về một chiếc size F màu tím than. Đấy, thợ bác cao từ 1m6, 1m7. Và bây giờ em xin đánh giá tổng thể chiếc xe. Vâng, xe có màu tím than nhé con nhé. Điểm nhấn là những cái đường vàng trên khung xe rất là nổi bật. Vâng, thì cái mẫu model Gian FCR 3003 này thì em giới thiệu bác rất nhiều về cái mẫu tua đinh rồi. Nó là một dòng tua đinh cao cấp. Vâng, thì hôm trước em có giới thiệu bác qua một cái video mà mẫu xe nhưng mà nó là size M, thì đây hôm nay em về một chiếc size S. Đây, xe màu tím than, vẫn là model FCR 3003, dòng touring cao cấp. Và dòng đời mới này được nâng cấp thêm, trang bị thêm cái bộ phanh dầu thủy lực so với những cái mẫu thông thường trước đây là bộ phanh V, và được chạy dây êm sườn. Thêm sườn theo xe. Vâng, tổng thể xe thì em đoán khoảng tầm 90%. Đây, có một vài vết xước nhỏ nhưng không ảnh hưởng đến xe cả. Đây là những cái vết xước của xe đây, nhưng mà được người chủ cũ người ta sơn lại. Đấy, có nhìn đấy. Nhưng mà nhìn tổng thể xe thì không thể nhìn được những vết xước đấy. Đấy, nó phải thấy rõ. Xe làm hợp tôn nhôm Alux X, vẫn là hợp kim nhôm siêu nhẹ của dòng Gian. Vâng, lần này em về chiếc size S, thích hợp cao từ 1m6 đến 1m7. Đây là mẫu model FCR đời mới nhất của 3003, được trang bị dây êm sườn và cụm phanh dầu thủy lực. Tổng thể xe còn rất là đẹp các nhá. Xe có màu tím than. Và vẫn là nguyên bản theo xe, cổ cốt và ghi đông là chính hãng của Gian. Tay lắm cao su chính hãng Gian đây. Tay lắm truyền thống của dòng tua đinh. Cầm rất êm và chắc tay. Đây, bên phải bên đây, xe được trang bị với cấu hình Shimano Thule, cụm phanh dầu Techo. Góc nhìn đây là càng xe nào hợp kim nhôm. Đấy, rất bóng và sáng. Xe có màu tím than nhé. Vẫn là model của F3000 đời mới, được trang bị với cụm cặp Meyer chính hãng của Gian, Meyer bạc đạn. Vành chính hãng của Gian, vẫn là vành đổ. Những cái video trước em đã nói hôm qua biết thì vành đổ là chuyên gặp với những cái dòng xe đua, đi rất là bon xe các nhá. Đây, vành một đổ về một phía gọi là vành đĩa đây. Nó khác so với những vành hai lớp thông thường. Đây là dòng touring khá là cao cấp, rất là lốp, rất là nhỏ. Xe được trang bị chạy dây êm sườn. Đây là cọc yên chính hãng, cũng đi theo xe luôn, cọc yên chính hãng của Gian. Đây, các bác nhìn rõ đấy. Đây, cọc yên Gian. Yên xe là cũng của Gian chính hãng, vẫn là cái tông màu vàng các nhá, rất là nổi bật trên khung xe. Cái màu tím than này đi rất là sạch xe các nhá. Đây, yên xe này còn rất là mới. Xe được trang bị với củ đề Tune TX Shimano, trang bị với
8 tầng lip của Shimano, lip đen, lip đời mới bây giờ của chính hãng Shimano, cũng còn rất là mới. Đây em cũng tải các bác xem đây. Đấy. 8 tầng lip và 3 đĩa cho một hoạt động của xe 24 tốc độ. Và đây là một trong những mẫu tua đinh rất là chạy bên em. APR 3.3 đời mới được chạy rơi âm sườn và bộ phanh dầu thủy lực. So với những mẫu thông thường cũ trước đây là FCR là bộ phanh V. Và bên cung bên dưới đây thì có cái bộ chống va đập của chiếc xe em vẫn để nguyên chứ không chính xác gì cả. Bộ may ơ sau cũng là của Gian, may bạc đạn, vành đổ hoặc là vành đĩa chính hãng của Gian. Và bây giờ em đi chi tiết hoạt động của xe. Và bây giờ em đi chi tiết hoạt động của xe lên lip. Chuyển động rất êm mà những mẫu xe dòng Tô Linh FCR 3.3 này thì hầu như hoạt động không hề có lỗi nhỏ gì cả. Xuống lip, xe được sử dụng với bộ lip Shimano chính hãng, còn rất là mới. Và cặp máy chính hãng của Gian, máy hoạt đạn. Bên này bên đĩa nhé, 3 tầng đĩa này, xuống đĩa, lên đĩa. Vâng, chuyển động rất là mượt mà, máy toát là những rõ. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể trong chiếc Touring cao cấp mẫu model FCR 3.3 mới nhất hiện tại. Và được chạy dây âm sườn, phanh dầu thủy lực so với mẫu thông thường trước đây là FCR 3.3 là cụm phanh V. Và có màu tím than, xe còn mới tầm 90%. Có giá rất tốt bên em là 7.3 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Bác là quan tâm thì lên YouTube tìm chiếc xe đạp, nhấn đăng ký theo các kênh. Vâng, hẹn các bác vào trưa ngày mai. Vâng, bên em bán cũng ở đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật. Đây các bác thấy, rất nhiều đồng hồ. Các bác nào quan tâm thì lên YouTube tìm kiên đồ cũ, ấn đăng ký kênh và theo dõi kênh để xem chi tiết hơn. Vâng, hẹn các bác vào trưa ngày mai.